Chào mừng mọi người trở lại với kênh Tạp chí Online. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều thú vị về quá trình vượt cạn của mẹ bầu. Sinh nở không chỉ là một hành trình đầy thách thức, mà còn là khoảnh khắc hạnh phúc đặc biệt khi chào đón thành viên mới gia đình. Hãy cùng tìm hiểu và chia sẻ về những giai đoạn đau đớn mà mọi bà bầu phải trải qua để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bé chào đời. Đặc biệt ông chồng mà xem được video này sẽ thương vợ thật nhiều. Vì vậy các mẹ hãy chia sẻ video này tới những ông chồng thân yêu của mình để chồng thấu hiểu và thương mình nhiều hơn nhé. Giai đoạn đau đớn khi vượt cạn. Sinh nở là một hành trình không dễ dàng. Và đối với mỗi người mẹ, những giai đoạn đau đớn đều là một thách thức. Điều này không chỉ là một cuộc phiêu lưu về cơ thể, mà còn là thời điểm chứa đựng nhiều cảm xúc và niềm vui. Với sự hỗ trợ và sự thấu hiểu của các ông bố, mỗi cơn đau đớn trở nên nhẹ nhàng hơn. Giai đoạn chuyển dạ. Trong giai đoạn này, cổ tử cung của mẹ mở dần, cho phép đầu bé chuyển từ tử cung xuống âm đạo. Cơn đau mạnh mẽ và nhịp rất đều đặn. Ông bố đóng vai trò quan trọng, đồng hành và chia sẻ những giây phút này. Mẹ cảm nhận từng cơn co và sự hỗ trợ tinh thần là quan trọng nhất. Giai đoạn dặn đẻ. Khi cổ tử cung đã mở đủ, mẹ được hướng dẫn dặn để đẩy em bé chào đời. Đây có thể là giai đoạn căng trải nhiều cảm xúc và đòi hỏi sự kiên trì. Ông bố có vai trò đặc biệt, giúp mẹ vượt qua mỗi cơn đau và tạo ra môi trường thoải mái cho quá trình này. Giai đoạn sổ rau. Sau khi em bé chào đời, tử cung có móc và rau bong ra khỏi tầng sinh môn. Mẹ sẽ phải dặn tiếp để đẩy rau ra ngoài. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn và ông bố có thể đóng vai trò an ủi và hỗ trợ. Khâu tầng sinh môn. Vết rạch tầng sinh môn sẽ được bác sĩ khâu lại sau khi bé chào đời. Đây có thể là thời điểm đau nhất và ông bố có trách nhiệm chăm sóc và chia sẻ niềm vui với mẹ. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và chia sẻ với chúng tôi về quá trình vượt cạn đầy ý nghĩa. Đừng quên like và subscribe để cập nhật những video mới nhất về sức khỏe mẹ và bé trên kênh của chúng tôi.